vào hai năm em đã cực cực em nặng là chia tay. Anh có thấy mình quá đáng không? Sao phải đối xử với em như vậy? Em đã từng tin những gì anh nói, cái kết em nặng là tổn thương. Em đã hết niềm tin vào anh, cái kết em nhận em chẳng thể lường. Cô ta là ai mà khiến anh trở nên như vậy? Cô ta là ai mà khiến cho anh phải đổi thay? Cô ta là ai mà khiến anh quên mất em rồi? Cô ta là ai mà khiến con đường ta đi càng trẻ lâu? Cô ta là ai mà dám cướp anh khỏi tay em? Right.